Vì chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại tới video tiếp theo trong cái loạt bài lập trình Android cho người mới bắt đầu. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn cách mà chúng ta sẽ chuẩn bị cái thiết bị di động để chúng ta lập trình Android. Thì bởi vì cái bộ môn này đầy đủ của nó là lập trình ứng dụng trên thiết bị di động. Thì thiết bị di động ở đây bao gồm những thiết bị nào? Thì thiết bị di động ở đây một hoặc có thể là cái smartphone mà các bạn đang sử dụng hàng ngày. Hai là các bạn có thể lập trình trên tablet, tức là máy tính bảng, hoặc là các bạn cũng có thể lập trình trên TV, Android TV. Tất nhiên là tất cả các thiết bị di động của chúng ta đều sẽ sử dụng hệ điều hành Android. Thì để chuẩn bị những cái thiết bị như thế này thì chúng ta sẽ có những cách nào? Thì mình xin giới thiệu cho các bạn ba cách chúng ta có thể chuẩn bị các cái thiết bị như thế này. Đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái thằng giả lập hay máy ảo của thằng Android Studio. Các bạn bật phần mềm Android Studio lên thì đây chính là cái cửa sổ đầu tiên của cái chương trình này. Thì các bạn có thể vào cái phần đây, các bạn có thể nhìn thấy phần config. Các bạn vào phần AVD Manager. Đây, đây chính là cái phần mà nó sẽ quản lý những cái thiết bị giả lập mà chúng ta tạo ra, cho phép chúng ta build ứng dụng của chúng ta trong lúc chúng ta lập trình. Thì ở đây thì mình đã tạo ra bốn cái máy trước rồi. Thì các bạn có thể tạo ra một cái máy ảo giả lập bằng cách là chúng ta click vào create virtual device như thế này. Đó. Ở đây, đầu tiên thì các bạn nhìn thấy ở bên trái này chúng ta sẽ có một cái cột category. Thì các bạn lập trình trên cái thiết bị di động nào thì chúng ta sẽ chọn giả lập tương ứng với thiết bị di động đó. Ở đây thì có TV này, phone, những điện thoại smartphone. Ở đây có cả Wear OS. Ở đây ví dụ như là các bạn nhìn thấy là Android Wear Square này. Hoặc là tablet, đây là máy tính bảng. Thì bình thường thì chúng ta vẫn hay thường gặp nhất đó là chúng ta lập trình trên cái smartphone, điện thoại như này. Thì các bạn sẽ chọn cái device mà các bạn muốn giả lập để chúng ta chạy ứng dụng của chúng ta. Thì ở đây có những cái thông số như là kích thước màn hình này, resolution hay là density như thế này. Thì nó là cái gì thì mình sẽ giới thiệu dần dần ở trong những cái video lần sau. Thì trong cái video này thì mục đích của mình chỉ là cách để chúng ta tạo ra cái thiết bị để chúng ta lập trình thôi. Thì các bạn sẽ chọn một cái thiết bị bất kỳ. Thì các bạn ấn next này. Rồi, đến bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái hệ điều hành Android cho cái thiết bị mà chúng ta giả lập. Thì ở đây nó trong danh sách của mình này, nó có phiên bản từ 7.0 đến phiên bản 9.0 này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Thì nếu như mà các bạn mà chưa download một cái hệ điều hành nào thì nó sẽ xuất hiện cái chữ download ở bên cạnh như thế này, và cái nút next này nó sẽ không sáng. Đây, ví dụ như mình chọn cái đây chẳng hạn, đây các bạn có thể nhìn thấy mình chọn cái Android 8.1 này chẳng hạn. Đó, thì bởi vì mình chưa download cái phiên bản Android này cho nên là cái nút next này nó không sáng. Thì việc của chúng ta là phải download cái phiên bản này về. Đấy. Thì sau khi các bạn download về thì nó sẽ không có chữ download ở đây nữa. Chúng ta chọn cái này thì nó sẽ có nút next ở đây. Thì các bạn tùy thuộc các bạn giả lập cái thiết bị trên Android bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn ở trong thư mục này. Rồi các bạn ấn next. Rồi ở đây thì nó cho các bạn là đặt tên cho thiết bị này. Ở đây là những cái setting thì các bạn có thể default, và các bạn ấn finish. Đây, finish. Thì sau khi finish thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái máy ảo như thế này. Chúng ta sẽ có một danh sách như thế này. Thì các bạn nhìn thấy tương ứng với mỗi item ở đây thì nó sẽ có các cái action. Action thứ nhất là cái action nút màu xanh này, thì chính là cái action các bạn click vào đây để các bạn chạy cái máy ảo ấy lên. Đây mình sẽ thử chạy một cái máy ảo lên cho các bạn xem. Đó, thì đây chính là cái máy ảo giả lập của cái tool code Android Studio là hỗ trợ cho chúng ta. Rồi. Ok. Và thôi mình sẽ tắt đi. Còn bên cạnh này thì sẽ là có một cái nút action nữa, đó là edit. Thì các bạn có thể vào đây các bạn config lại cái hệ điều hành cho device này, cũng như là các cái phiên bản mà các bạn chọn trước đó thì chúng ta có thể đổi được, và chúng ta finish thì chúng ta sẽ có một cái device giả lập để chúng ta chạy cái chương trình mà chúng ta lập trình. Ok, vậy là đã xong cách thứ nhất.
Cách thứ hai thì chúng ta có thể không sử dụng cái thằng giả lập của thằng Android Studio mà chúng ta sẽ sử dụng của một bên thứ ba. Thì cái mà người ta hay sử dụng nhất ở trong lập trình bây giờ đó chính là một khái niệm, đó là Zenimotion. Các bạn có thể lên trên mạng chúng ta sẽ tìm kiếm với từ khóa những download Zenimotion như thế này. Đó. Thì đây, đây chính là cái trang download Zenimotion. Đây là một bên thứ ba, nó cũng cấp cho chúng ta những cái thiết bị giả lập để chúng ta lập trình Android. Thì các bạn cái link download của cái phần mềm này mình sẽ để dưới phần mô tả ở dưới video, thì các bạn có thể chưa biết thì các bạn có thể vào link này để các bạn download. Ở đây thì trong cái trang download của nó thì nó có hai cái option cho các bạn lựa chọn. Option thứ nhất đó là download với VirtualBox, còn option thứ hai đó là không bao gồm cái VirtualBox như này. Thì mình khuyên các bạn lên sử dụng cái download cái phiên bản đầu tiên, tức là phiên bản có VirtualBox như này. Thì nó sẽ không gặp lỗi khi các bạn chạy cái máy ảo lên. Thì các bạn click vào đây download. Đó, thì nó sẽ cho chúng ta download một cái file zenimotion.exe này để chúng ta cài đặt lên. Thì ở đây thì cái trang Zenimotion này là mình đã đăng nhập vào rồi, cho nên là nó khi mà download thì nó sẽ download được luôn và không bắt đăng nhập. Còn khi mà các bạn đã download thì nó sẽ bắt các bạn đăng nhập, thì các bạn vào các bạn tạo tài khoản bình thường thôi. Nhập email, nhập password, tạo tài khoản bình thường rồi các bạn login vào, và chúng ta vào lại cái link trang download này để chúng ta download cái phần mềm này. Ok. Rồi, thì sau khi các bạn download được một cái file exe như thế này thì chúng ta click vào cái file này để chúng ta chạy lên. Các bạn ấn next theo những cái default mà cái chương trình này, chúng ta cài đặt một chương trình bình thường thôi. Thì cuối cùng chúng ta sẽ thu được cái gì? Chúng ta sẽ thu được gồm có ba cái icon như ở màn hình đây. Các bạn nhìn thấy này. Đầu tiên đó là VirtualBox. Thứ hai đó là cái hai cái biểu tượng này. Thì các bạn click vào cái Zenimotion như này. Đây, đây chính là cái list danh sách các device mà cái Zenimotion này nó cung cấp cho chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy. Ở đây nó cung cấp rất nhiều các device tương ứng với hệ điều hành Android bao nhiêu, kích thước màn hình, resolution của màn hình như thế nào. Đây các bạn có thể tùy chọn tùy thích. Đây các bạn nhìn thấy. Đó, thì để download cái thiết bị giả lập nào thì các bạn click vào nút ba chấm ở cuối như thế này, nó sẽ có một cái option đó là install, thì các bạn click vào đây. Ví dụ như mình install một cái con Google Galaxy Laser chẳng hạn, mình sẽ click install. Rồi, ở đây nó sẽ cho các bạn đặt tên theo cái cách mà các bạn dễ nhớ nhất, nếu không thì các bạn cứ để default thôi. Chúng ta ấn install. Đó, thì nó sẽ download cho chúng ta một cái con máy giả lập theo chúng ta vừa chọn. Đây các bạn nhìn thấy này. Thì sau khi mà chúng ta download xong thì các bạn sẽ nhận được cái gì? Các bạn sẽ nhận được, các bạn theo dõi list ở trên này. Đây chính là những cái list mà các bạn đã download về rồi. Thì các bạn ở bên trái này thì chúng ta sẽ click vào nút ba chấm. Chúng ta thấy một cái option nó là Start. Thì các bạn click Start để chúng ta start cái Zenimotion này lên. Đây. Rồi. Đây chính là cái Zenimotion của chúng ta. Thì các bạn lưu ý rằng vì máy mình nó bật quá nhiều chương trình cho nên là cái Zenimotion này nó load hơi bị lâu một tí. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái thiết bị giả lập như thế này rồi. Đó là cách thứ hai. Mình sẽ tắt cái này đi. Câu hỏi đặt ra là các bạn nếu mà các bạn muốn không chọn một cái có sẵn ở trong cái list giả lập mà nó gợi ý như này thì chúng ta có custom được không? Thì các bạn kéo xuống đến cuối cùng của cái trang Zenimotion này. Đây các bạn kéo xuống đến cuối cùng. Đây các bạn đợi mình chút, mình sẽ cái option mà cho chúng ta custom một cái device nó ở làm cuối cùng của cái trang này. Đây các bạn nhìn thấy cái nút màu hồng là Add Custom Device, thì các bạn click vào đây. Nó cho chúng ta đặt tên này, các bạn chọn resolution của cái device mà các bạn muốn giả lập. Tiếp theo là các cái hệ điều hành này. Rồi thì processor cũng như là memory size thì các bạn có thể custom một cái device theo ý thích của các bạn. Thì các bạn ấn install thì nó sẽ download cái device đó và chúng ta có thể start cái device đó lên để chúng ta chạy cái chương trình chúng ta lập trình. Đây là cách thứ hai. Thì ngoài cái Zenimotion này ra thì các bạn có thể sử dụng một cái bên nữa, đó chính là cái bên BlueStacks.
Đây, các bạn có thể sử dụng cái giả lập BlueStack như này cũng được. Tuy nhiên là cái Zenimotion thì người ta sẽ sử dụng rộng rãi hơn, nhiều hơn. Rồi. Vậy là đã xong cách thứ hai. Còn cách thứ ba thì đó là gì? Đó là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái máy thật Android. Thì ở đây thì đây chính là một cái máy thật Android của mình. Cái hãng của cái Android này đó là Oppo, và cái version của cái Android mà mình đang chạy đó là version 5.1. Đây các bạn có thể thấy đây chính là một cái device mà mình device thật của mình. Thì khi mà các bạn với device thật ý, thì làm thế nào để chúng ta kết nối được với lại một cái Android Studio để chúng ta chạy cái ứng dụng của chúng ta, thì trước tiên là chúng ta sẽ tạo một cái project lên. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn là làm nào để chúng ta có thể kết nối được với lại cái tool code Android Studio. Đây các bạn đợi một chút, đợi nó loạn cái project của mình. Rồi ok. Thì đây chính là một cái đây là giao diện khi các bạn mở một project, thì mình sẽ có một bài thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tool code Android Studio cũng như là tạo một project đầu tiên ở cái video lần sau. Tuy nhiên các bạn chỉ cần chú ý đến khi mà các bạn mở một project như này thì chúng ta có một cái nút màu xanh bên này để chạy cái ứng dụng này lên, thì các bạn click vào đây. Thì đây chính là cái máy thật của mình, đây là Oppo này, Android 5.1 API 22. Thì đây chính là mình đã kết nối được cái máy thật của mình với cái tool code Android Studio rồi. Thì làm thế nào? Thì các bạn cần phải vào trong cái phần cài đặt của cái device thật của các bạn. Ví dụ như phần cài đặt như này, mục đích của chúng ta là phải bật cái chế độ nhà phát triển lên. Thì giống như cái điện thoại của mình thì mình sẽ vào cái phần cài đặt bổ sung như thế này. Mình sẽ vào cái tùy chọn nhà phát triển. Rồi ở đây điện thoại của mình thì mình sẽ phải nhập mã E này, V kép này, P A. Rồi. Đó. Ở đây thì các bạn cần phải bật cái tùy chọn nhà phát triển này lên. Đây là màu xanh này chắc là bật rồi, và các bạn cần phải bật cái gỡ rối USB như thế này. Đó, thì chúng ta cần phải bật hai cái này lên thì nó mới kết nối được với lại tool code Android Studio. Thì đây chỉ là cái ý điện thoại của mình thôi, còn với những cái điện thoại khác thì nó sẽ có những cách bật cái tính năng nhà phát triển khác. Thì các bạn có thể lên mạng các bạn search với từ khóa này. Ví dụ như là bật 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 tính năng đây, bật tùy chọn nhà phát triển như thế này. Đây, các bạn có thể lên trên mạng chúng ta search với từ khóa là bật chế độ nhà phát triển với cái dòng máy của các bạn, thì các bạn có thể ví dụ như là bật chế độ nhà phát triển của Samsung hoặc là của Soli chẳng hạn. Thì các bạn lên đây có rất nhiều những cái thiết bị thật mà các bạn phải bật nhà phát triển. Ví dụ như các bạn phải click vào cái số phiên bản này nhấp 7 lần thì nó mới bật cái tùy chọn nhà phát triển lên. Thì các bạn vào các bạn bật cái chế độ nhà phát triển lên để chúng ta kết nối với lại tool code Android Studio. Thì nếu các bạn gặp rắc rối trong cái việc bật cái tùy chọn nhà phát triển này lên ở cái thiết bị nào thì các bạn có thể comment dưới video, thì mình sẽ cũng sẽ search tìm kiếm và có thể trả lời các bạn để các bạn có thể kết nối được với lại tool code của mình. Đó là ba cách mình giới thiệu cho các bạn để các bạn chuẩn bị một cái thiết bị di động để chúng ta thực hiện code Android. Thì so sánh một chút về cái ưu điểm nhược điểm của ba cách này. Thì cách thứ nhất ý, thì các bạn mình không khuyến khích các bạn sử dụng. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng Android Studio này khi mà đã chạy chương trình ấy, cũng như là nó khởi tạo cái máy ảo lên ấy, thì nó ngốn rất là nhiều RAM. Cho nên là nếu như cấu hình máy của các bạn thấp một chút ấy, thì các bạn mà lập trình với cái máy ảo của Studio như thế này ấy, thì các bạn rất hay gặp tình trạng đó là giật lag, và thỉnh thoảng nó sẽ bị đơ, bị treo màn hình, sẽ rất là khó chịu. Còn nếu như mà máy các bạn cấu hình cao, ví dụ như là ổ SSD chẳng hạn, RAM 16GB, Core i5 hoặc 7 trở lên chẳng hạn, thì mà các bạn chạy máy ảo không vấn đề gì thì các bạn có thể sử dụng cái cách này. Còn nếu như cách thứ hai thì cách thứ hai là cái cách mà tốt hơn cách thứ nhất, là các bạn sử dụng bên thứ ba. Bên thứ ba như thế này thì nó sẽ ngốn ít RAM hơn, thì các bạn sẽ cảm giác như là cái app của bạn chạy rất là mượt cũng như là không bị đơ trong quá trình lập trình. Thì tuy nhiên nó cũng chỉ là một cái thiết bị giả lập thôi. Còn cái cách cuối cùng thì mới là cách là mình khuyên các bạn lên
chọn lựa chọn để chúng ta lập trình Android, đó chính là chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một cái thiết bị thật. Vì sao mình nói vậy? Bởi vì là có rất nhiều vấn đề các bạn chạy lên trên những cái thiết bị giả lập thì không sao cả. Tuy nhiên là khi mà ra cái thiết bị thật thì nó sẽ gặp những cái lỗi nhất định. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình khi mà mình làm lập trình Android. Thì các bạn trong trường hợp mà bất đắc dĩ thì các bạn không có device thì các bạn mới sử dụng các cái giả lập của thằng Dailymotion hoặc là của Android Studio. Còn nếu như mà các bạn đã cố gắng theo đuổi cái lập trình Android rồi thì các bạn hãy đầu tư một chút, tức là đầu tư cho mình một thiết bị Android. Kể cả những bạn đang dùng iOS chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể mua một thiết bị Android bây giờ với giá rất là bình thường thôi, trung bình 2-3 triệu là chúng ta có một cái máy Android để chúng ta lập trình rồi. Ok, vậy thì trên đây là tất cả những cái cách mình chia sẻ cho tất cả các bạn về các cách mà chúng ta chuẩn bị thiết bị để chúng ta lập trình. Những cái thiết bị khó hơn ví dụ như là TV hoặc là tablet chẳng hạn thì các bạn không có điều kiện chúng ta chuẩn bị thiết bị thật thì chúng ta có thể dùng giả lập cũng được, không sao. Khi mà các bạn vào một công ty nào đấy thì những dự án thật thì người ta sẽ chuẩn bị cho các bạn những thiết bị thật. Vậy là đã xong cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Mình đã chia sẻ ba bài đầu tiên. Bài về cài đặt môi trường, bài giới thiệu về SDK và bài chuẩn bị các thiết bị di động. Thì vậy là xong, chúng ta đã bắt đầu có thể code được Android. Thì trong cái video lần sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm quen với tool code Android Studio này và chúng ta sẽ tạo một cái project đầu tiên, chạy một project đầu tiên. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tất cả các bạn.